들어 근제 탄다 근제가 안 됐어요. 근제가 안 됐다. 엠 용이 되는 거야? 아, 근제가 안 돼. 안 돼, 니가요. 왜? �ì đây ở Ôi, chợ thường cái câu đó mình đưa lên trước được không con? được vì hay Lại tại vì à mình thích đưa sao lên trước thì mình nói cái này sao, còn mình không thích đưa lên trước á mình cho đấy này cuối câu nghĩa đó. là siêng nghĩ sao phổ thông khá từ đó kế san gì kế san Cần ăn tới đi cả à. thằng con trong một tay ở đèo Đúng đúng rồi không? đó. Nó gì Thấy nha vậy nó ngược. sao Hiền Dạ. Hiền à, bảo gì để gì nó ngược à, Dạ em thấy vậy thì nó ngược. à nó ngược hơn đúng không, Dạ. tại vì câu nói của người ta Cái này thì phải thành hai câu. đúng rồi, câu nói của người ta là người ta nói là à thế thì bây giờ tôi phải đi rút tiền rồi, mình nêu cái lý do vì sao, vì á vì là nói người ta biết rằng vì là gì đây. À người ta không hỏi vì lý do vì sao phải đi rút tiền, người ta đâu có hỏi đúng không, cho nên mình không giải thích ngay luôn mà mình nói trên cái mình nói dưới luôn, nó rất là dễ. Và trong trường hợp này họ sử dụng rất là nhiều, họ không nêu lý do dài ngắt 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 mà họ sẽ chia làm hai câu như thế là bởi vì à cái đó là lần cơm ăn chuẩn bốc bay triệu vì vì như thế, vì xí trang ngày xưa nên vụ thôn khá từ đâu à khá từ đâu cần che là thanh toán quyết toán hoặc là kế sanh gì cũng được, cả anh tuyên thì cả. Nói cho người ta biết rồi. Còn cái này không nêu lý do và nêu lên kết quả vì sao mình đi bốc tiền, vì sao bạn phải đi bốc đi rút tiền à, vì 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 vì. Nhưng ở đây mình nêu lý do lại là chia làm hai câu như thế. Rồi bây giờ còn đọc lại một lần nữa xong đổi vị trí cho nha. Thủy đọc được không em? Thủy có bận gì không? Con có khóc gì không em? Đọc lại được không Thủy ơi? À, ok, vậy cô nhờ một bạn đọc lại ha. À, Hiền đi. Lúc nào có hoa thì phải có Hiền. Nay hoa đây rồi thế hiện con À. đọc một lẽ đi đọc lẽ cho đi rước con nè đọc lại câu này không nãy câu bốn từ từ câu bốn á ai đọc trước em vô cái mất nhịp luôn thì đọc trước chưa Odin Uhue Ote Kanko Yeo Uhue Uji Kuke Ủa hồi nữ bố đi đó khai ra cô hiểu Tao ông chú thu yêu gì lê Mò À đi Cô chừng cô kêu hà cô hiểu Nè cô chú bố đó khai ra cô hiểu sư nên tè Thế ra ý đi mà đi ít kết tế mù nè Thu yêu gì đi chú con hi hạt tèo Uhue, 시장에서 과일은 살러 꼬 하는데 같이 갈래요? 네, 좋아요. 그러면 현금은 좀 뽑아야 돼요. 시장에서는 보통 카드로 계산가 안 되니까요. 계산 thì phải đi với y.계산이 Vì sao?안 되니까요. Vì sao biết Vì nó có bắt không? chi. Sao để sợ không? Cô Rồi. em nghe nha cô tới giờ Rồi. đi đón con Rồi, rồi ok. Bây giờ còn hai câu còn lại đúng không? Bây giờ Hiền với lại à Hằng làm được không Hằng ơi? Con Hằng dậy chưa? Để Hiền với lại Quỳnh đi, tiếp tục ha. Sửa nốt hai câu còn lại ha. chớ định chưa làm À cái đây mình không làm mà mình nhìn vào là mình làm luôn để mình mo. Rồi. Rồi Hiền Hiền đọc. chứ À Hiền đọc trước đi. Câu số 7 đúng không? cười nhỉ nhớ nghề Nè nha nè.
혹시 계획이 있어요? 내년에 특진 계획이 있어요? 특진 한 계획. 계획이 있어요? đúng rồi, thích bên cũng được mà phải thích hành cũng được, thích bên ha, thích bên đi trên hai, đặc biệt của gì đây, kế hoạch đặc biệt còn thích kia là thường thường là cái gì nó có cái hạt gì đặc biệt hay không, thường thường người ta thích bên thích kia cũng được nhưng mà thích bên thì nó hay hơn ha. Thứ ba răng kế hoạch đi. Rồi. Sẽ có kế hoạch. 내년에 돈은 많이 벌고 예쁜 집 사고 가족과 같이 재미있게 보내라고 해요. 내일 미래. 내년이고. 내년. 아, 내년. 아, 저 내일 일로. 내일 아 내년에. 내년에 돈은 많이 벌고 À, chỗ này chúng ta sẽ chuyển là thủ nước mở đi bờ rờ sao. Rồi. Sẽ hay hơn ha. Chỗ phía많이 sau. 벌어서 Bờ rờ sao. Cho cái câu nó hay.예쁜 집 사고 Dẹp bừng chip xà cô.가족과 같이 재미있게 보내라고 해요. À, ca chô khoa cả chi che mi kê à che mi kê che mi kê bố nè ta và chín nè ta chín nè rồi cô rồi bạn còn câu nữa bạn nói. À,열심히 일이 해야 할것 같아요. 아니 아니요 không phải có cái thả mà cái hay약간 hơn띵 nữa거로 거. không nghe tiếng à열심히 일 레야 깼네 네요 해야겠네요. 아 đấy chúng ta học rồi đấy chắc là sẽ gì đấy chăm chỉ nè chăm chỉ làm việc chăm chỉ này sau này sẽ làm việc chăm chỉ giờ sẽ đi nghe cái này rồi sao bà à ok xong hết rồi rồi còn câu 8 sửa nốt 주말에 뭐할 거예요? à chú mà đây mùa hát rồi cô hiểu chú mà đây mùa ha là cô hệ hệ rồi bạn câu số 8 vừa cuối cùng nha Cô ơi, em bảo cái từ kê hoích cái câu thì em tưởng là kê hoích chứ còn đây là kê hoác cả cô. kê hẹp cô biết chị A nhầm nhầm kê hẹp à. Kê kì à. Cơn căng ăn chua hay sao? Chúng cơn ăn hai miếng cũng à. Tôi chung cơn căng ăn chua hay sao? Chúng cơn ăn hai miếng cũng muốn để sao? Unh tôi muốn hai đầu cô hiểu. À, vô chung cần ca nghi ảnh chua sơ, không có hề sơ ha. Ăn Chua. chua hạt sao? Là không tốt mà, cứ chua hề sơ là thích rồi. Đúng không? Không tốt. Chua hạt là thích. Vô chung cần ca nghi ảnh chua sơ, nên là chỉ cần nghi ít xuân tề mà ta có ít xuân nhờ. Hoặc là chú cần ảnh hà nhờ, nếu không đi làm. Chú cần hà chi ảnh nhờ nhờ. Hoặc là gì đây? Nếu mà không đi làm là thì là hoặc là chưa quên ảnh ham nhá thì là gì đấy Chúng không tôi gì làm hai bên công an để so ung tung hơn hai rồi cô hiểu. đúng rồi con này sao buôn tôm ha được cô heo ra đây sao rồi các bạn lặp lại một lần nữa xong đổi vị trí cho nha. Cô không biết là cô có gọi em không? Có gọi À dạ, vậy em xin lỗi. à, không Anh sao ấy không dạy nó đòi bú. sao rồi ok.
Bây giờ Huyền đọc lại xong đổi vị trí cho nhau ha. Hai câu đúng không? Câu 7, câu 8 đúng không? Đúng rồi, câu 7, câu 8. Nè nè nè, thật quan hệ học kỳ sớm. Nè nè nè, thốn hơn mà đi bờ rơ sơ. Nè bưng chip xá quốc, cá chốc qua, cá chi chè mịt kê chí nè rơ cô hê yô. Nè xin mi ý hê yá kênh nè yô. Chú mà đi mô hà rơ cô hê yô.요즘 근당이 안 좋아서 출근 안 하면 공원에서 운동하라고 해요. Gọi là vị trí cho nha.내년에 특별한 게 내년에 특별한 게그 내년에 특별한 계획이 있어요? Lần đầu Ủa tiên cái này là lưu lưỡi lắm luôn cô. Trời nó bị em đọc cái lần lưu đầu lưỡi tiên chưa? là hay rồi đó. Đọc cái lần đầu tiên này, thức bờ ranh kề vẹt, thức bờ ranh. Nè nè nè, thức bờ kê hít ít À, thức bờ ranh kề hẹp kỳ sợ. Thức bờ ranh xíu đây, kê hít đúng rồi, chữ R này này, cái từ thức bên này này các bạn. Đấy, đấy nó bị đè quá cái thằng này. Đọc đè 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 cho nên người ta đọc rất nhẹ nhàng. Của chúng ta đọc đúng không? Chúng ta đọc ấy, nếu mà không phát âm chúng ta đọc rất là khó. Thức bên hay gì đó thì không cần hăng. Là chúng ta họ đọc mất nhẹ nhàng rồi. tại vì câu này em ghi bị thừa hai chữ kê nên là em đọc có bị níu níu ấy, À, đây, thức em ghi bờ nhầm nên là em bị ghi là thức biên hà linh kê kê rích kỳ xíu nên là Đó là chỗ này đọc hài nhẹ nhàng tình cảm thôi. Thức bờ ranh kê hẹp kỳ sợ đó. Thức bờ ranh ờ. thức biên là kê rích kỳ xíu Bờ ranh kê hẹp kỳ sợ. nhân kê tổ nữ mà ni bữa đó do phân chip phân xả cô cả cho các khả thi chế mì cái chỉ nghe đó cô hiểu ý lên dưỡng sinh mi hè thuê cách nào Đợi có một tí. Yoshimi ire ire Yoshimi ire yakin nè. Các bạn để ý á, à, để cho nó quen đi. Cái này này, đây, thằng này, thằng này, thằng này, thằng này và thằng này và thằng này. Thì chỗ này nè, đọc cái này giống như đúng ngoài. Đúng ngoài. Ire shimi Yasumi ire yakenneyo. Thằng này thường kem. Tashi amon. em biết mẹ vào đây đó. Tấm xin ý để giao tiếp cái nèo. Đúng rồi, đó. À, hay hơn không? Nhẹ nhàng hơn không? Tự mình kiểm chứng luôn, chứ không phải để người khác kiểm chứng. À, cho nên cô không cố tình đây. Yasumi ire yakenneyo. À. Rồi, hết chưa? Còn câu cuối đúng không? Một câu cuối nữa. Ừ. Rồi. Chị đọc chữ gì vậy? À em đọc à? Iwan chumare mua hà được cô hề. Yo chum gong gang yi an chua sa chu gân hát chi an chim mian gong wong yi sa un tung hà được cô hề. Rồi, tránh hết xe. Xe hết xe. Để ý những điểm này là cái giọng các bạn là thuộc dạng là Mục su đi dẹp bưng phân nhẹ. À đó. Ví dụ nha, các bạn là thuộc loại là Mục su đi dẹp bưng phân nó thuộc dạng là cái giọng đẹp đấy. Mà chúng ta những cái giọng đẹp này nó hay hợp với tiếng Hàn lắm các bạn. Những cái giọng nhẹ nhàng như thế này, giọng đẹp này hợp tiếng Hàn. Nên chúng ta cần cái sửa cái phát âm một cái xíu là nó đi rất là mịn. À, ví dụ như chỗ này các bạn tự kiểm chứng. Yo sim hi in ha ya kết nèo. Đọc rất là mệt. Nếu như chúng ta không có để ý những cái này, chúng ta đọc rất là mệt. Không phải cô cố tình đâu mà các bạn thử đọc xem. Yo sim hi, cô đọc không có ai lý nha. Yo sim hi in he ya kết nèo. Nó cứng đơ luôn. Đơ dữ lắm. À, cho nên là chỗ này này. À, thử kiểm chứng mình thử đọc là nó nguyên nguyên dạng thử xem. Còn đây đọc lại nè. Yoshimi ire yakenneyo. À, cái chỗ nào.
chỗ cao lên thì mình thấp xuống, tại vì nó đâu có cao vừa hi này đây. Yoshimi ire akeneyo, ire akeneyo, yoshimi ire akeneyo. Rồi, tạm thời lúc mình kết thúc tại đây. Thứ năm chúng ta gặp lại. Chúng ta sẽ đi đến gì đây, phần luyện nghe và nói thời gian còn lại. Luyện nghe và đọc thời gian còn lại chúng ta sẽ luyện và nói. Sẽ hết bài 13 này. Rồi, lớp không có gì để hỏi cô đúng không? Ok, được hết chưa? Nếu không có gì để hỏi thì...